Trong khoảng không bao la của dải ngân hà, câu hỏi về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất luôn là một chủ đề hấp dẫn. Với hàng tỷ ngôi sao và hành tinh, khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất dường như rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào về sự hiện diện của họ. Vậy họ đang ở đâu? Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra một giả thuyết đầy thú vị. Các nền văn minh ngoài hành tinh có thể đã đạt đến mức độ tiến bộ vượt xa chúng ta, đến nỗi chúng ta không có khả năng phát hiện hay hiểu được sự hiện diện của họ. Những chữ ký công nghệ. Nếu người ngoài hành tinh nhìn về trái đất, họ có thể thấy ánh sáng phản chiếu từ các tấm pin mặt trời của chúng ta. Với suy nghĩ như vậy, các nhà khoa học cũng vận dụng cách tương tự để thử tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Họ đã giả lập một ngoại hành tinh giống như trái đất với nhiều mức độ bao phủ bằng các tấm pin mặt trời và thử xem một chiếc kính viễn vọng hiện đại có thể phát hiện ra những tấm pin này từ khoảng cách 30 năm ánh sáng hay không. Kết quả là kính viễn vọng có thể phát hiện ra các tấm pin này nhưng ở mức độ rất thấp. Ít nhất phải 23% diện tích bề mặt hành tinh được che phủ bởi các tấm pin này thì mới được phát hiện. Thêm vào đó, chiếc kính viễn vọng cũng cần hàng trăm giờ để xác định tín hiệu sau khi loại bỏ nhiễu nền. Điều đó có nghĩa là việc tìm thấy các nền văn minh tiên tiến có thể cũng khó như tìm những nền văn minh không mấy tiến bộ. Thay vì chờ đợi người ngoài hành tinh đặt chân lên trái đất, các nhà thiên văn học đang chủ động tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong vũ trụ, chẳng hạn các tín hiệu sinh học như khí metan trong khí quyển, hay các tín hiệu công nghệ như truyền sóng vô tuyến. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học chọn các tấm pin mặt trời làm chữ ký công nghệ vì nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra những tấm pin này phản chiếu ánh sáng cực tím nhiều hơn các bước sóng khác. Điều này không chỉ định hướng cho các nhà khoa học một dấu hiệu rõ rệt hơn để tìm kiếm, mà mặt trời còn là một lựa chọn hợp lý bởi nó sinh ra năng lượng cho một nền văn minh. Nhưng nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng năng lượng mặt trời là một chữ ký công nghệ tốt quá mức cần thiết. Đầu tiên, họ tính xem cần bao nhiêu diện tích trên mặt đất được che phủ bằng các tấm pin mặt trời để có thể sinh ra đủ năng lượng đáp ứng nhu cầu của chúng ta dựa vào dữ liệu của năm 2022. Kết quả là chỉ cần 2,4% diện tích là đủ, ngay cả khi chúng ta chỉ dùng duy nhất nguồn năng lượng này mà không dùng bất kỳ nguồn nào khác. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, dân số đỉnh điểm trên trái đất sẽ là 10 tỷ người, cũng chỉ cần đến 3% diện tích đất có pin mặt trời là đủ dùng. Thậm chí nếu có 30 tỷ người với mức sống cao thì cũng cần chưa đến 9% diện tích. Như vậy không cần dùng đến 23% diện tích đất để bố trí các tấm pin mặt trời, nhưng chúng ta lại cần đến từng đó để có thể kết nối với người ngoài hành tinh, vì vậy khả năng là chúng ta sẽ không tìm thấy họ bằng cách này. Điều này minh chứng rất rõ cho nghịch lý Fermi, vốn chỉ ra có một điều không nhất quán giữa khả năng có vô số nơi có sự sống ngoài trái đất, với việc chẳng có bằng chứng rõ ràng cho việc có sự sống ngoài trái đất. Các nhà khoa học và triết gia đã đưa ra nhiều lý do giải thích cho nghịch lý này. Một số cho rằng các nền văn minh tiên tiến có thể tự hủy diệt trước khi họ kịp khám phá hay liên lạc với chúng ta. Khác thì cho rằng sự sống thông minh có thể phát triển ở những nơi mà chúng ta chưa khám phá, hoặc trong những điều kiện mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ngoài ra, cũng có thể các nền văn minh tiên tiến đang chủ động tránh xa chúng ta, tuân theo một chính sách cách ly thiên văn để bảo vệ nền văn minh non trẻ trên trái đất khỏi những tác động tiêu cực từ sự can thiệp của họ. Hoặc có lẽ, công nghệ mà chúng ta sử dụng để tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh chưa đủ phát triển để phát hiện ra chúng. Cũng có thể chúng ta chưa hiểu rõ về những hình thức sống khác và các tín hiệu mà họ phát ra không nằm trong phạm vi mà công nghệ hiện tại của chúng ta có thể nhận diện. Ngoài ra, khả năng các nền văn minh ngoài hành tinh đã đạt đến mức độ phát triển vượt trội, nơi mà họ có thể che giấu sự tồn tại của mình hoặc sử dụng những phương thức giao tiếp vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, cũng không thể loại trừ. Chúng ta đang ở đâu? Dải ngân hà quá mênh mông và lâu đời đến mức, về mặt thống kê, phải có rất nhiều nền văn minh phát triển cao ở trong chính các hệ sao của họ, hoặc các hệ sao lân cận, và ít nhất phải có một vài nền văn minh như thế có khả năng du hành chinh phục khắp thiên hà. Các cách thông thường để giải thích cho sự im lặng của họ là trái đất nằm ở một vùng yên tĩnh của thiên hà chúng ta, hay nói cách khác là chúng ta chưa tìm kiếm đủ rộng hay chưa dùng đúng cách, hoặc có lẽ họ đang cố tình lừa chúng ta đi. Hoặc đáng sợ nhất là có thể chúng ta thực sự cô đơn trong vũ trụ. Nghiên cứu mới nói trên đã bổ sung thêm một khả năng nữa. Tác giả chính của nghiên cứu, nhà khoa học hành tinh Ravikov Parapu,
ở Trung tâm Bay Vũ trụ Garrett của NASA nói rằng có thể các nền văn minh không thấy bắt buộc phải mở rộng khắp thiên hà vì họ có thể đạt được mức dân số và mức sử dụng năng lượng bền vững ngay cả khi họ có mức sống rất cao. Họ có thể tự mở rộng trong phạm vi hệ sao của mình hoặc thậm chí trong các hệ sao lân cận. Còn những nền văn minh trải rộng khắp thiên hà thì có thể không tồn tại. Đây là một tin buồn đối với những ai ưa thích chữ ký công nghệ giả thuyết hay quả cầu Dyson, siêu cấu trúc giả định bao quanh hoàn toàn một ngôi sao và hấp thu năng lượng từ ngôi sao đó. Theo các chuyên gia của NASA, các cấu trúc siêu lớn hấp thu năng lượng sao có thể lỗi thời khi xét đến các tiến bộ công nghệ. Chắc chắn có một tổ chức xã hội có thể đặt những cấu trúc khổng lồ trong không gian có khả năng tiếp cận công nghệ tổng hợp hạt nhân hoặc các phương pháp khác tạo ra năng lượng hiệu quả mà không cần phải chiếm lĩnh khoảng không vũ trụ rộng lớn. Việc sử dụng các cấu trúc siêu lớn hấp thu năng lượng từ sao như quả cầu Dyson có thể trở nên không cần thiết khi nhân loại phát triển các công nghệ năng lượng tiên tiến hơn. Một khi công nghệ tổng hợp hạt nhân hoặc các phương pháp năng lượng khác đạt đến mức độ hiệu quả cao, việc khai thác năng lượng từ các ngôi sao có thể được thực hiện với các thiết bị nhỏ gọn và hiệu quả hơn. Thay vì xây dựng những công trình khổng lồ trong không gian, một nền văn minh tiên tiến có thể tập trung vào phát triển các hệ thống năng lượng mạnh mẽ và bền vững hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc vào không gian và tiết kiệm nguồn lực. Ngoài ra, khi công nghệ tiếp tục phát triển, những rủi ro liên quan đến việc xây dựng và duy trì các cấu trúc khổng lồ trong không gian cũng có thể trở nên quá lớn so với lợi ích thu được. Việc đối phó với các mối đe dọa như va chạm với tiểu hành tinh, sự cố kỹ thuật hoặc thậm chí các yếu tố thiên nhiên không thể lường trước có thể đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực và chi phí. Thay vào đó, một nền văn minh tiên tiến có thể tìm kiếm các phương pháp tạo ra năng lượng bền vững hơn, chẳng hạn như khai thác năng lượng từ không gian bằng cách sử dụng các vệ tinh năng lượng mặt trời tiên tiến, hoặc thậm chí tiếp cận các nguồn năng lượng từ vật chất tối hoặc năng lượng điểm không, Zero Point Energy, giảm bớt nhu cầu phải xây dựng những công trình đồ sộ và tập trung vào các giải pháp nhỏ gọn, an toàn và linh hoạt hơn